Khi mà con bạn mọc răng thì nó thường gì ạ? Nó sưng miệng, nó chảy dãi đúng không? Nó khóc rồi nó bỏ ăn, nó mè nheo, nó khóc, có thể có sốt, rồi có thể có đi tiết đúng không ạ? Thì đây là các cái mẹo để giúp bé vượt qua cái vấn đề khủng hoảng mọc răng. Thì các bạn mà có con tuổi mọc răng ấy, các bạn có thể áp dụng nhá. Cái độ tuổi mọc răng của trẻ ấy, thì có em chị bé là mọc là sinh ra nó mọc rồi đúng không? Thì có em bé là 4 tháng tuổi mọc, có em bé 6 tháng tuổi mọc và có em bé 8 tháng tuổi mọc đúng không? Thì cái điều đó là hoàn toàn bình thường các bạn nhé, nó hoàn toàn bình thường. Đấy, tại vì cái mầm răng ở trong cái lợi của bé nó có sẵn rồi, và mỗi một em bé thì có một cái thời điểm mọc răng khác nhau, cho nên mình đừng có so sánh con mình con nhà hàng xóm. Và nếu như con bạn trên 1 tuổi, tức là 13 tháng mà chưa mọc cái răng nào thì là bé bị chậm mọc răng nhá. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có những em bé là cứ mọc răng là nó bị mủn, nó bị vàng, bị xấu đúng không? Đó là do chúng ta không bổ sung canxi cho bé, không bổ sung vitamin D3K2 cho bé, cho nên là để răng của bé khỏe mạnh, không bị sủn, không bị sún ấy, thì đầu tiên ấy, các bạn bổ sung đầy đủ vi chất. Một là vitamin D3K2, cái này không thể thiếu được từ sơ sinh, 400 đơn vị tức là 2 xịt một ngày, và khi các bạn trên 1 tuổi thì là 3 đến 4 xịt một ngày, được chưa? Liên tục nhá, liên tục đến 6 tuổi, được chưa các bạn? Thứ hai đó là cái canxi hữu cơ nhé, không phải canxi vô cơ nhé, canxi hữu cơ. Mới hữu cơ là gì ạ? Canxi gluconate này, canxi gluconate này, canxi citrate này, đấy, vân vân. Thì đây là canxi gluconate lập từ Pháp, nhập khẩu từ Pháp nguyên liệu nhá. Đấy, và độ hòa tan tốt nhất và khả năng hấp thụ tốt nhất. Tiếp nữa ấy, nó phải có kẽm. Tại vì mình uống D3, uống K2 rồi để hấp thu kẽm, hấp thu canxi vào trong máu rồi, nhưng mà kẽm nó giúp đưa canxi vào xương, đưa canxi vào răng, đưa canxi vào tế bào thần kinh để bé ngủ ngon hơn, không ra mồ hôi trộm, được chưa? Nếu không thì nó không điều hướng được đâu. Các cái vi chất như vậy để giúp răng của bạn khỏe mạnh và nó cái men răng nó khỏe, nó tốt, nó không bị sún, không bị mủn nhé. Thì khi bé mọc răng ấy thì cái lợi nó lướt ra, và trong khoang miệng của bé thì có rất nhiều các loại vi khuẩn virus ở đấy, thì nó lướt ra thì nó chui vào thôi và nó gây viêm đúng không ạ? Nó gây viêm đấy. Thế thì khi cái viêm như vậy thì bé nó khóc, nó mè nheo, nó bỏ ăn, có thể nó sốt đúng không, rồi nó lại sút nửa cân, mình sốt ruột đấy. Cho nên là khi mà trẻ mọc răng ấy, thì nó có một số các cái nguyên nhân mà gây đau, gây ngứa khó chịu này. Thứ nhất là đau lợi vì lướt ra thì vi khuẩn vào nó sưng đúng chưa, rồi nó khó khăn trong ăn uống, rồi có thể nó có bỏ ăn đúng không, nó không ăn, thì lúc bấy giờ mình phải cho nó ăn những cái đồ ăn không phải nóng quá này, những cái đồ không phải nhai đúng không ạ, những cái đồ dễ tiêu đúng không, như là súp, như là cháo nhá. Và trẻ có thể bị sốt nhá, có thể bị sốt thì thông thường này nó rất là nhẹ các bạn ạ, tại vì nó bị sưng, bị viêm mà, thì nó chỉ gọi là ấm ấm một chút thôi. Còn nếu như bé sốt cao thì có thể trùng hợp với đợt là bé bị nhiễm virus nào đó thì bạn cần đi khám, nếu trẻ sốt liên tục trong vòng 24-48 giờ nhá. Đấy. Và nó sốt thì trên 38 độ 5, tức là nó có thể sốt cho nguyên khác, và mình dùng hạ sốt là paracetamol nhá, nhớ chưa? Rồi đau răng thì nó ngủ không ngon giấc, nó quay qua quay lại, nó ngứa ngáy, nó khó chịu đúng không, và có thể bị tiêu chảy, bị tước, tại vì răng lợi nó lướt ra thì vi khuẩn nó vào, nó nuốt nước bọt vào trong tiêu hóa thì nó làm sao, nó bị rối loạn tiêu hóa và đi tước thôi. Các cái mẹo để giúp cho bé vượt qua khủng hoảng mọc răng là như thế nào nhá, để bé không đau, ăn tốt này. Thứ nhất là khi mà trẻ ăn uống nó bị sưng lợi, lứt lợi ra thì việc đầu tiên là phải làm sạch miệng đúng không, làm sạch rất quan trọng. Sáng dậy súc miệng một lần bằng nước muối sinh lý, tối bằng nước muối sinh lý, thì khi mà mình răng miệng sạch sẽ như vậy thì nó sẽ không bị viêm nhiễm và nó sẽ không hôi miệng, và tránh các cái vấn đề gì đau ngứa khó chịu, được chưa? Là phải làm sạch răng miệng nhá. Và nếu như mà trẻ không tự làm được thì chúng ta phải lấy cái gạt đấy nhá, cái gạt mà chúng ta rửa sạch tay này, cái gạt xong chúng ta dùng nước muối sinh lý, chúng ta thấm nước muối sinh lý, chúng ta vệ sinh răng miệng cho con bạn để nó sạch cái vết 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 sạch cái vùng răng miệng thì nó sẽ không bị ngứa ngáy khó chịu nhá. Đấy, thứ nhất là phải như vậy. Thứ hai, rửa đồ chơi và thậm chí là phải khử trùng đồ chơi của bé, tại vì đồ chơi ý, là nó rất nhiều virus vi khuẩn tay chân nó bám vào trong miệng, nó cắn, nó ngậm, thì cái việc đó thì vi khuẩn nó vào và nó bị ngứa, bị viêm, nên phải hết sức chú ý nhá. Đấy. Rồi cho bé ăn những cái món ăn mềm mát nhá, thậm chí là gì ạ, mình có phải cho cái khăn vào trong cái ngăn mát tủ lạnh để khăn nó mát mát, xong mình cho bé cắn, để khi mà nó bị mọc răng, nó ngứa ngắn thì nó cắn vào cái răng mát như vậy thì nó sẽ đỡ ngứa ngáy, đỡ khó chịu nhá. Nên là cho bé ăn món mềm như ăn cháo, ăn súp này, đấy, mát này, đấy, được chưa? Rồi không thể không được cho con ăn đồ quá nóng hoặc là có quá lạnh, quá nóng sao ạ, thì nó đau, nó rát. Còn quá lạnh các bạn biết không, bỏng lạnh nó còn nguy hiểm, nó bỏng bỏng nóng các bạn nhá. Đấy, nhưng phải hết sức là lưu ý như vậy. Đấy. Và chúng ta phải quy định cái giờ ngủ của con, cái giấc ngủ của trẻ rất quan trọng.
Được chưa? Thì khi trẻ bỏng răng ấy thì cái việc mà trẻ nó mè nheo rồi nó sẽ này này cái kia nó sẽ làm thay cái lớp sinh hoạt, thì chúng ta cần phải cố gắng là gì ạ? Đưa bé vào cái lịch trình mà bé đã có sẵn nhé, không được phá vỡ tất cả mọi thứ, nếu không nó sẽ vất vả sau này. Rồi có thể tắm cho bé bằng nước ấm, rồi cho bé uống nhiều nước đúng không, và bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng. Thì cái việc mà các bạn bổ sung D3 này đúng không, bổ sung kẽm này và canxi để giúp cho răng khỏe mạnh, rồi ngoài ra bạn phải bổ sung vitamin tổng hợp này đúng không ạ, để cho bé tăng đề kháng lên. Và khi nó bị mọc răng như vậy, nó có thể bị tuốt, thì bạn phải dùng thêm cái men vi sinh Zimbi này, được chưa các bạn, men vi sinh Zimbi nhé. Đấy, mỗi ngày một gói, được chưa, để cho tiêu hóa nó khỏe. Đấy là cái vấn đề để giúp cho bé khỏe mạnh hơn khi mà bé mọc răng. Đấy. Thì đấy là các cái biện pháp nhé. Chứ còn các cái biện pháp như mà dùng cái mật ong này, dùng lá hẹ, các biện pháp dân gian ấy, thì bác Đạt khuyên các bạn là không nên dùng. Tại vì sao? Chúng ta làm đôi khi nó không được an toàn vệ sinh thực phẩm, nó có thể gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến tiêu hóa của con. Đấy là cách xử lý giúp con vượt qua cái giai đoạn mọc răng này, để giúp con có hàm răng khỏe, không bị sủ xuống răng, không bị mủn răng, đấy, không bị gì ạ, sâu răng nhé. Phần đó các bạn chưa rõ thì comment ở đây, bác sẽ làm các video khác để trả lời các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác Đạt nhé. Trên kênh nó có hơn 1.000 video, đó là các phát đồ, các hướng dẫn. Và trong tất cả các video của bác đều hướng dẫn các bạn là gì ạ? Bác khuyên các bạn là phải mua cuốn sách này ngay lập tức. Và gối đầu giường, ở trong cuốn sách này nó có tất cả các cái thông tin về con bị tiêu chảy, bị táo bón, bị viêm mũi họng, bị ho nhé. Thì mình áp dụng đúng như vậy, rồi dùng thuốc kháng sinh ấy, thì nó có cách hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh như nào, chọn thuốc kháng sinh như nào cho nó tốt, được không ạ? Để con bạn khỏe mạnh và không bị kháng kháng sinh. Với các bạn mà theo dõi kênh YouTube của bác Đạt này và mua cuốn sách này và tăng đề kháng đều đặn cho con, thì các bạn nuôi con rất là nhàn và tiết kiệm.